Trẻ nhỏ vốn bản tính tò mò, hiếu động, nhưng mà các em lại không lường hết được những mối nguy hiểm luôn rình rập ở xung quanh mình. Do đó mà các bậc cha mẹ cần phải cẩn trọng khi mà trông nom trẻ. Chính vì thế mà thực tế là tai nạn gây thương tích ở trẻ nhỏ có thể xảy ra bất cứ khi nào nếu như mà người lớn chúng ta lơ là. Trong trường hợp của bé trai NTK DK 3 tuổi ở huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, trong lúc theo gia đình ra đầm tôm chơi thì cháu bé chẳng may bị quạt tạo oxy nuôi tôm cuốn gãy xương đùi. Gia đình bệnh K cho biết là trong lúc người nhà đang làm việc ngoài vuông tôm thì cháu K chạy ra chơi, do bất cẩn cháu bị cuốn vào quạt tạo oxy, và ngay sau khi phát hiện gia đình lập tức tắt quạt nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu. Theo bác sĩ Ngô Quang Điền, bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Pedic Bạc Liêu, qua thăm khám kiểm tra cận lâm sàng ghi nhận cháu K bị chấn thương phần mềm vùng đầu và mặt, gãy kính 1/3 giữa xương đùi trái. Ngay lập tức cháu bé được phẫu thuật, hiện thì sức khỏe bệnh nhi đã dần hồi phục và có thể xuất viện trong vài ngày tới. Theo bác sĩ Điền, tai nạn do quạt nuôi tôm khá thường gặp và thường để lại các di chứng nặng, thậm chí là có thể tử vong. Do đó, tại các khu vực nuôi tôm, người lớn cần chú ý quan sát, trông chừng trẻ nhỏ, tránh để xảy ra tai nạn đáng tiếc.